Gỗ xưa có gì đặc biệt mà sao giá của nó cao thế hả Sơn ơi? Thì gỗ xưa nó có vô vàn những đặc tính để tạo lên mức giá không tưởng cho dòng gỗ rất xuất chúng này. Thứ nhất, gỗ xưa có bộ vân gỗ vô cùng đặc sắc và bắt mắt. Và bộ vân gỗ này khiến chúng ta khi mà ngắm nhìn mỗi tác phẩm tượng gỗ phong thủy hay là những cái bộ bàn ghế nội thất ấy, cảm thấy rằng là nó sẽ rất là đặc biệt. Và mỗi cái bộ vân gỗ nó như là một bức tranh phong thủy ở trên gỗ vậy, nhìn rất là đã mắt. Thứ hai, khi gỗ xưa nó khô ấy, thì nó sẽ có mùi thơm mát rất là dễ chịu, giúp cơ thể cảm thấy thoải mái và thư thái trong người. Và hơn nữa thì cái mùi thơm này người ta còn gọi nó là cái khí mộc dưỡng, giúp điều hòa lục phủ ngũ tạng, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Thứ ba, đó chính là cái dòng gỗ này có cái độ ổn định cực kỳ cao, tỷ lệ nứt nẻ của dòng gỗ xưa này cực kỳ thấp, bởi vì cái sơ gỗ của nó đan vào nhau theo tứ diện rằng nhau rất là dai. Chính vì thế cho nên là cái tỷ lệ nứt nẻ và co giãn của dòng gỗ này là rất là thấp. Cho nên là anh em chúng ta khi mà sở hữu cái dòng gỗ xưa này thì nó rất là ổn định theo thời gian và không bị mối mọt, nên anh em sử dụng cực kỳ yên tâm và có giá trị lâu bền. Thứ tư là cây gỗ xưa thì rất là chậm lớn. Anh em có thể thấy rằng là một cây gỗ xưa mà 60, 80 hay cả 100 năm thì nó rất là bé thôi. Và hơn nữa cái cây gỗ xưa ấy thì cái phần giác gỗ của nó rất là dày, phần lõi nó rất là bé thôi. Chính vì thế cho nên là một cái cây gỗ xưa tuy thì rất là to nhưng mà cái lõi của nó thu hoạch lại thì lại rất là bé. Chính vì thế cho nên là lại tạo cái độ khan hiếm cũng như là quý giá cho dòng gỗ rất đặc biệt này. Thứ năm, đó chính là giá trị về mặt tâm linh phong thủy. Người ta tương truyền rằng thì để những cái phôi gỗ xưa ở trong nhà thì gia đình rất là vượng khí và có thể là làm ăn gặp nhiều may mắn và hanh thông và thuận lợi hơn. Và hơn nữa thì cái dòng gỗ xưa để ở trong nhà cũng là cái thể hiện cái sự đẳng cấp của những giới thượng lưu chơi với nhau. Thứ sáu, đó chính là còn rất nhiều các công năng tính năng của cái dòng gỗ xưa này mà người Trung Quốc người ta vẫn chưa có thể tiết lộ ra để chúng ta có thể khai phá được. Và gỗ xưa đắt như ngày hôm nay cũng là vì là Trung Quốc cũng thu mua với số lượng rất là lớn, nên hiện tại rất là khan hiếm về cái dòng gỗ này, cho nên là cái giá cả cũng ở mức rất là cao. Đây là gỗ xưa, thế còn nu xưa thì giá trị nó còn lên đến cả từ 50 đến 80 triệu đồng trên 1 kg cơ. Để đón xem về nu xưa, hãy đón xem video phía sau.